Vâng, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Vũ Xá Thân Yêu. Chiều hôm nay là 31 tháng 5, thầy Minh Tuệ cũng như là cùng các sư đệ đã nghỉ tại thị trấn Biện Xanh, huyện Hải Đăng, tỉnh Quảng Trị. Đây là một nghĩa trang, khu vực nghĩa trang nhân dân của huyện Hải Đăng, tỉnh Quảng Trị. Trời hôm nay thì mưa. Có thể nói là thời tiết hôm nay không ủng hộ, thì các thầy đi bộ hành sáng nay có bị mưa gió rất là vất vả. Thế nhưng mà cũng không thể cản nổi những sự thành kính của các Phật tử xa gần, cũng đã vẫn tiếp bước đi cùng thầy để mong muốn được đảnh lễ thầy, cho dù là trời có mưa gió hay là có nắng đi chăng nữa. Đó là một điều rất là đáng quý. Bây giờ thì sư thầy Minh Tuệ cũng như là các sư đệ của thầy là đã vào khu vực nghĩa trang để nghỉ ngơi phía bên trong đó. Thì xin mời quý vị hãy theo dõi, tiếp tục theo dõi những hình ảnh về thầy Minh Tuệ trưa ngày hôm nay 31 tháng 5. Và cũng là buổi trưa thì cũng xin chúc cả nhà chúng ta vui vẻ, vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, đây là một bánh mì nước lọc thiện nguyện để cúng dường cho các Phật tử đi cầm nước phát. Ủa chị, mấy chị mình ở đâu chị? Bộ hành cùng thầy, phải nói là hình ảnh rất tuyệt vời của người dạ là cho ở Đông Hà vô đúng không? Những người quê hương dạ Đông Hà hướng về biển hả? Đúng là hình ảnh tuyệt vời.
Vâng, còn phía bên trong đây thì các anh công an giao thông cũng đã chặn chốt không cho người dân vào phía bên trong này. Phải nói là những cái hình ảnh của nơi Quảng Trị, quê hương Quảng Trị rất là tuyệt vời. Chúng ta luôn tự hào về người dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Nói chung là người Việt Nam rất là giàu lòng, mến khách cũng như là tình cảm thì phải nói là tuyệt vời, không có ở một nơi nào trên thế giới mình có được. Và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi vào phía bên trong nơi thầy Minh Tuệ cũng như là các sư đệ của thầy đang nghỉ chân trong này. Vâng, còn đây là hình ảnh của thầy Kim Cang hộ pháp. Đây, phía bên trong này thì thầy Minh Tuệ cũng như là các sư đệ thì đang nghỉ chân tại khu vực này.
Vâng, có lẽ chúng tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên người thân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và bây giờ chúng tôi cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là bấm đăng ký kênh và bấm like, chia sẻ rộng rãi tới tất cả gia đình, bạn bè, và bấm vào quả chuông để nhận các video mới nhất của kênh phát ra. Xin cảm ơn.